Đối với các bạn trẻ, các bạn nhìn thế này cho vào qua tủ đá rồi thì các bạn đã nhận ra đây là cái gì chưa? Mình gọi đây là thần dược giúp tăng vẻ đẹp mà không tốn nhiều tiền. Thực ra thì nó là bì lợn đấy. Tại vì là mình mua nhiều cho nên là mình mua cả cân, hơn cân cho nên là mình phải nhét vào tủ đá. Cái bì lợn này nó rất là khó ăn, mỗi lần ăn chỉ một ít thôi cho nên mình phải cho vào tủ đá xong là lấy ra ăn dần. Thì thông thường ấy, bây giờ thì đa phần là mọi người không không ăn bì lợn. Các cái giá của bì lợn nó rất là rẻ. Mọi người thậm chí mọi người có thể xin được mà nhiều nơi người ta vứt đi, trừ những nơi mà có người mà làm nem ấy. Ví dụ như là làm nem thính để bán cho người ăn ấy thì là cái này thì người ta còn bán cho những nơi như thế thì nó còn có giá. Còn đâu những cái nơi mà không có người làm nem ý, thì người ta vứt đi rất là nhiều tại vì không ai dùng đến cái bì lợn này cả. Hoặc là thông thường mà khi bán thịt ý, thì người ta bán lẫn cả bì vào. Thì những cái bì lọc ra này như này rất là ít thôi. Nó cũng không không phải lúc nào cũng có đâu. Mà có thì đa phần người ta cũng vứt đi tại vì bây giờ đa phần mọi người không ăn nữa. Nhưng mà thực ra là cái bì lợn này này, nếu như trường hợp mà ai biết chế biến thì làm được rất là nhiều món ngon, từ nem thính này hay là nem cuốn lá sung này. Cái bì lợn này nó rất là nhạt, nó không có vị gì, nhưng mà mọi người làm cái món mà thông thường là mình thì không biết làm, nhưng mà khi mà mình đi ăn vặt ấy thì cứ cả đội kéo nhau đi ăn vặt xong là buôn chuyện ấy, thì cái món mà nem cuốn lá sung và những cái quán mà người ta làm ngon ấy cũng ngốn tiền ra phết đấy. Ăn mà ví dụ ăn hương ăn hoa ăn thưởng thức thì không nói, nhưng mà nếu trường hợp mà ăn thoải mái là cũng tốn phết. Thì còn nếu như trường hợp mà bạn nào mà khéo tay mà biết cách làm thì luộc bì lên xong rồi làm xong trộn nem thính xong là ăn pha nước chấm ăn với lá sung thì nó vừa rẻ mà lại vừa ngon và vừa ăn thoải mái. Nhưng mà không phải là ai cũng biết làm. Người làm quen hay nhà có dụng cụ thì luộc lên xong là vứt vào cái máy ấy ra là xong. Xong trộn lên là xong. Còn nếu không thì các bạn là phải thái bằng tay thì nó rất là mất thời gian. Thì nó có rất nhiều cách để chế biến. Nhiều khi gọi là cái này nó khó ăn, nhưng chủ yếu là nếu như trường hợp người biết chế biến thì nó sẽ làm ra món rất là ngon. Còn đâu người không khéo tay, không biết chế biến ấy, thì nó sẽ rất là khó ăn, mà cảm giác gọi là rất khó luốt. Cho nên là nhiều khi chỉ ăn được vài miếng thôi. Luộc lên để chấm hoặc là đun cùng với cả thịt kho, tàu, hoặc là rán phồng lên rồi là vân vân mây mây các kiểu. Để gọi là kho thịt trứng rồi là hầm ra hay gì gì đấy, hầm lên cùng với những món khác để theo kiểu là ăn, ví dụ như là kiểu mình ăn đưa thêm vào ấy, nhưng mà cái hàm lượng nó hơi nhiều một chút để nó bổ sung collagen cho da. Thì thực ra là cái bì lợn này ấy, nếu như cái bì lợn này thì rất là rẻ. Đa phần mà ví dụ chẳng hạn như là có nơi thì bán 10.000 một cân, có nơi thì bán 5.000 một cân, có nơi bán đắt lắm. Mà theo kiểu là bán ấy thì người ta bán hơn 10.000 một cân một tí, còn có những nơi thì vứt đi xin được. Nhưng mà cái này nó lại có tác dụng rất tốt cho việc làm đẹp da. Ăn thì nó không ngon đâu, làm thì nó cũng không ngon đâu, nhưng mà nó có tác dụng rất tốt cho việc trẻ hóa cơ thể. Thì như mình nhá, mình là sau khi mà mình bị môi giới bất động sản ấy, với cả nói chung gọi là nó được cái sự hỗ trợ với cả sự chỉ đạo đằng sau và sự cho phép của người bên phía chủ đầu tư của một tỷ phú bất động sản ấy. Ngày xưa là mình làm ngân hàng thì ngày xưa làm cũng được nhiều giải thưởng mà cũng thu nhập cũng cao lắm. Trước khi sang cái vùng đất đấy thì cũng kiếm được 130 triệu một tháng. Thì mà gọi là cái cơ hội nó cũng mở ra rất là nhiều. Rồi có những đợt mà bán nhiều thì là 1 2 tuần là kiếm 500 triệu rồi. Thế nhưng mà đến lúc mà mình sang bên cái vùng đất của vị tỷ phú đấy làm thì mình tin tưởng chứ mình không đề phòng, thế là vì sao bị lừa, thế là bị quay hết, làm từ 4 giờ sáng đến 10 giờ đêm, xong rồi là không được trả lương, không được trả lương, thế xong mà lại còn đến lúc thành quả làm ra thì bị bọn nó quay, thế mình là con mồi mình không biết, bị bọn nó quay xong là bọn nó dồn tất cả mọi người vào, xong rồi bọn nó cướp ấy, xong rồi đồng thời là thành quả mình tích lũy gần 2 thập kỷ mang từ đến nơi nơi khác đến ấy thì bọn nó cũng cướp hết.
bọn nó cũng cướp hết. Thì đến lúc lúc đấy là rời nơi đấy đi thì là trong tay không còn gì, lọ lan một đống, xong rồi về nhà. Đến lúc mình không chịu, mình đi đòi thì bị bọn nó dọa đánh các kiểu, xong về nhà nó còn về nhà nó gây mâu thuẫn, nó khiến cho gia đình mình đuổi mình ra đường từ mặt mình, giữa lúc mình gọi là bệnh tật đầy người, không tiền không gì mà lại còn 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 ốm đau, mà lại còn no sợ sợ hãi nữa, mà lên đấy thì chúng nó dọa đánh, mà cũng bị va chạm đánh nhau mấy lần rồi. Thế là bị chặn đánh mấy lần tại vì tội đi đòi tiền, mà tiền là tiền của mình thì mình chả đòi, nhưng mà chúng nó ăn cướp quen chúng nó thế. Thế là xong rồi bắt đầu mình cũng tức, thế là nói chung là cũng cay đắng ấy. Xong rồi cũng cứ cố đòi với lại mới cả tại vì nó tức thế nên cứ làm ầm lên để cho giải tỏa cảm xúc ấy. Thế là cũng hết hơn nửa thập kỷ rồi. Thế trong trong khúc suốt khoảng thời gian đấy nhá, thì bọn nó dọa dẫm cũng nhiều, nhiều khi mà mấy tháng liền đêm không ngủ được, cứ phải thức cả đêm để ngồi canh. Các bạn phải hình dung là với một gọi là sợ hãi triền miên, lo lắng triền miên, làm gì cũng bị phá, mà bọn nó dùng gọi là bọn nó tận dụng tất cả mọi nguồn lực và mọi mối quan hệ, từ quan tham cho đến gọi là các tổ chức kinh tế các thứ, nó chặn mình hết. Chính vì thế mà gọi là mình sống rất khó khăn luôn, trồng cái cây bị nhổ cả rễ, nuôi con gà bị bắt trộm, làm ở đâu bắt đầu bị chỉ cần đang kể cả là lãnh đạo cấp cao đến mời, chỉ cần bọn nó sang bọn nó nói chuyện hay đi mời đi ăn một cái thì nhìn thấy bóng dáng bọn nó cái thì sau đuổi bị đuổi ra đường. Nói chung là kiểu là kể thậm chí là gọi là kể cả là chỗ ở cũng không ổn ấy. Nó cũng hay bị chúng nó nhiều tiền, chúng nó vứt tí tiền ra thì người bình thường này thì dễ sai mà. Thế là mình cũng bị tổn thương, bị phá hoại rồi bị đe dọa dưới nhiều hình thức, gây áp lực tâm lý các kiểu rất là nhiều. Cho nên là sống triền miên trong sợ hãi, đêm không ngủ được. Các bạn biết nhé, đợt vừa rồi đến tận mấy hôm trước á, còn đã khóc suốt đêm luôn, khóc suốt đêm đến gần sáng 4 rưỡi 5 giờ mới ngủ được, tại vì nghĩ nó cay đắng đau đớn mà nó hơn nửa thập kỷ rồi. Các bạn biết như thế mà với cái mức độ mà nhá, con gái mà sống trong điều kiện sống khó khăn thiếu thốn, lúc nào cũng chênh vênh lo lắng sợ hãi thường xuyên kéo dài, căng thẳng stress kéo dài, nợ nần công việc rồi các thứ, mà gọi là nó lại đơn độc. Các bạn phải biết là những cái như thế nó phá hủy nhan sắc của một người phụ nữ ở mức độ nó khủng khiếp như thế nào. Thế nhưng mà nó rất may là một cái là gọi là mình cũng có một chút kiến thức, gọi là chưa hoàn thiện về kiến thức nhưng mà mình cũng có một chút kiến thức, cho nên là mình biết tận dụng những cái thứ rẻ rúng để bổ sung dưỡng chất và giữ được cái vẻ đẹp của mình. Không phải tự nhiên mà mọi người cứ bảo mình là trẻ nhiều hơn so với tuổi thật đâu. Tất nhiên là kể cả thời điểm bây giờ, những hôm mà gọi là mấy hôm liền không ngủ được hay là khóc suốt đêm ấy thì dậy nó vẫn da vẫn sám huyết, vẫn sạm, rồi là vẫn trông vẫn kinh, nhưng mà nhìn vẫn gọi là tức là nhìn vẫn kinh. Nhưng mà nếu như trường hợp là hôm nào mà ngủ đủ, hay là kiểu là cái tuần đấy mà không có cái gì xảy ra, hay là không có biến cố nào xảy ra, không sợ hãi không 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 ấy, thì lại nhìn lại thì cũng lại mơn mởn mỡ màng. Thì đại ý là mọi người mà mặc dù là mình ở trong cái điều kiện sống khó khăn mà căng thẳng và stress như thế, nhưng mọi người nhiều khi mọi người vẫn khen là mình trẻ hơn nhiều so với cả tuổi thật. Thế thì phải biết là các bạn phải biết là mình không chăm sóc được, mà trong điều kiện sợ hãi, trong toàn những cái hoàn cảnh mà nó hủy hoại nhan sắc của người con gái như thế mà vẫn được như thế. Một trong những cái lý do như thế là như thế này, một trong những cái lý do như thế là mình tận dụng những cái kiến thức ít ỏi chưa hoàn thiện của mình để mình làm đẹp. Thì mình chia sẻ với mọi người, có thể những bạn mà có điều kiện giàu có rồi thì không cần, nhưng mà có thể là có cô gái nào đó, có bạn nữ nào đó cần, thì các bạn có thể là dùng bì nợ này là một cách bổ sung collagen. Các bạn có thể, nó rất là khó ăn cho nên các bạn phải chế biến theo nhiều cách để làm sao là cứ thỉnh thoảng ăn một ít, không ăn được nhiều thì ăn ăn vài miếng, mỗi bữa ăn vài miếng hay gì nó cứ cách cách ra. Đại ý là các bạn bổ sung nhé, bì lợn này nó sẽ giúp các bạn bổ sung collagen, nó trẻ hóa làn da, nó căng làn da, nó giúp các bạn là trẻ trung da, thì đấy là các bạn nuôi dưỡng cơ thể từ bên trong. Nếu như trường hợp mà so collagen từ bì lợn này này so với lại cái thuốc collagen nó tổng hợp sẵn ấy, thì cái này nó không tốt bằng đâu, tại vì là cái collagen từ bì lợn này kể cả vào cơ thể nó cũng không dễ hấp thụ bằng những cái collagen thuốc người ta tổng hợp sẵn đâu. Nhưng mà tuy nhiên là collagen mà cứ mua 5 triệu, 15 triệu, 10 triệu hoặc là 20, 25 triệu một nọ đấy, là hoặc là mua ở ở bán buôn thì là chợ thuốc Apolico trên Hà Nội, rồi lẻ thì mua ở những cái mua lấy từ nhập từ nước ngoài về, nhờ người quen mua từ nước ngoài về thì tùy hình thức. Nhưng mà đại ý là những cái thuốc đấy ấy, nó bởi vì là trong cái hoàn cảnh là Việt Nam mình có rất nhiều việc làm giả,
nó làm giả trên quy mô, trên diện rộng. Chính vì thế mà như ngày xưa mình mua tốn rất nhiều tiền mua collagen, nhưng mình theo dõi mình thấy không hiệu quả bằng ăn bỉ lợn. Tại vì nếu như là thuốc giả thì không giải quyết vấn đề gì cả, cho nên là làm mình thấy là dùng bỉ lợn vẫn hơn. Thì các bạn có thể là nếu như trường hợp mà các bạn gái nào mà có nhiều tiền và biết chắc chắn là nguồn nguồn tốt, thì các bạn là nguồn thuốc thật, các bạn nên mua thuốc collagen tổng hợp để uống, để bổ sung cho trẻ hóa làn da. Còn đối với những các bạn mà đến lúc cần phải bổ sung collagen, đặc biệt là cuối 2 đầu 3 rồi là bắt đầu là phải bổ sung collagen rồi đấy, mà cái điều kiện kinh tế không có hoặc là không tìm mua được nguồn thuốc tốt, các bạn có thể dùng bỉ lợn này, nó sẽ an toàn hơn. Nhưng cái bỉ lợn này, collagen từ bỉ lợn này vào cơ thể nó khó tổng hợp hơn, thì các bạn ăn nhiều lên một chút cũng không sao. Và các bạn lưu ý một cái nhé, là cái bỉ lợn mà các bạn dùng bổ sung collagen ấy, nó phải là bỉ lợn là cạo bằng nước sôi. Có nghĩa là người ta cạo bằng nước sôi thì cái chân lông ở trong cái bỉ lợn ấy nó róc hết cả ra. Thì cái đấy thì nếu như trường hợp ấy, nếu như trường hợp mà không mua được cái đấy, thì các bạn phải mua cái bì mà người ấy, cái bì mà ấy ra, xong các bạn tự làm lại. Còn nếu như trường hợp mà những cái bì mà người ta cạo sống xong rồi nó còn chân lông ở trong bỉ lợn ấy, thì các bạn đừng mua nhé. Là bởi vì là cái collagen từ trong cái bỉ lợn nó bổ sung collagen làm trẻ hóa, làm các bạn tươi trẻ ra. Thế nhưng lại có một cái dở là cái chân lông mà khi mà người ta cạo sống nó đứt ở trong bì ấy, tức là cái nếu như người ta cạo của lợn bằng sống mà không có nước sôi ấy, thì cái khi người ta cạo đứt cái lớp lông bên ngoài nhưng cái chân lông nó còn trong bì, khi các bạn ăn cái bì đấy ấy, thì cái chân lông còn lại trong bì ấy, nó sẽ đâm vào thành ruột, nó sẽ làm hại hệ tiêu hóa. Thế thì lúc đấy là các bạn được về làn da nhưng mà các bạn lại hỏng về hệ tiêu hóa, thế thì lại không ổn. Cho nên là phải dùng cái biện pháp an toàn. Thì đấy, thì mình cũng chưa hoàn thiện về kiến thức, tại vì cũng bận nhiều việc cho nên chưa tìm hiểu được sâu. Nhưng mà tạm thời là mình biết đến đâu thì mình chia sẻ đến đấy. Còn nếu như trường hợp mà bạn nào biết cái gì thêm thì có thể chia sẻ thêm. Có thể là đâu đó cô gái nào cần, đâu đó bạn nữ nào cần, hoặc là chàng trai nào đấy cần, thì cái việc mà tốn ít tiền nhưng mà tươi trẻ ra, thì cái nhan sắc nó có thể mang lại cơ hội về công việc. Và đặc biệt là trong tình yêu thì nhan sắc rất là quan trọng. Thì mọi người là có thể là làm đẹp. Mình thì tất nhiên là vẫn có những trường hợp ngoại lệ, thì cái việc là nhan sắc nó không quan trọng, nhưng mà đa phần mọi người sẽ cần. Thì đa phần là mọi người nghĩ là ai cũng thích đẹp hơn. Thực ra như mình thì mình cũng không quan trọng lắm, tại vì bây giờ mình chỉ muốn đòi lợ được thôi, với cả tại vì bây giờ mình không để ý lắm. Nhưng mà nó cũng theo kiểu là lúc lúc này lúc khác đấy. Nhưng mà mình nghĩ là có thể có cô gái nào đó cần, thì mình chia sẻ cái bí quyết của mình, hy vọng là ít nhiều có thể giúp được bạn nào đấy. Còn ai biết gì thì có thể chia sẻ hơn, tại vì là các bạn sinh một rồi, nhưng các bạn chia sẻ bí quyết với người khác thì mọi người có nền tảng tốt hơn các bạn, mọi người có thể sinh gấp 10 20 lần các bạn, thì giúp mọi người tiến xa như thế nó cũng tốt, có nhiều bông hoa rực rỡ hơn. Mỗi người đi bằng một một